どうも。Xin chào mừng quý vị đã tham dự lễ đính hôn của chú rể Kim Hùng và cô dâu Tú Kinh được tổ chức tại khách sạn Liberty Central Sài Gòn Riverside buổi tối ngày hôm nay. Lời nói đầu tiên cho phép Minh Tòng xin được gửi đến quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng trân trọng nhất. Quý vị thân mến, chú rể Kim Hùng và cô dâu Tú Kinh sau một thời gian tìm hiểu và yêu nhau, cuối cùng thì tình yêu thật đẹp của họ đã đơm hoa kết trái, đó chính là ngưỡng cửa hôn nhân. Chính vì vậy mà ngày hôm nay chúng ta cùng hội ngộ tại nơi đây để minh chứng cũng như chúc phúc cho tình yêu tuyệt vời của cô dâu và chú rể. Và bây giờ chính là giây phút được mong đợi nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Kính mời tất cả quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt và cùng hướng mắt về phía cổng chính để chào đón chú rể Kim Hùng và cô dâu Tú Kinh. Cô dâu và chú rể đang từng bước tiến lên đến đài hạnh phúc, và chúng ta hãy dành những tràng pháo tay thật lớn hơn nữa, thật chặt hơn nữa để chào mừng cô dâu và chú rể của quý vị. Quý thân mến, chú rể Kim Hùng và cô dâu Tú Kinh xin được gửi đến quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng thân thương nhất. Kính thưa quý vị, lễ đính hôn của chú rể Kim Hùng và cô dâu Tú Kinh chính là sự có ý nghĩa và thiêng liêng khi có sự dìu dắt chứng kiến của ông bà cha mẹ và các thế hệ đi trước. Trên tinh thần đó, cho phép chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị đại diện hai gia đình. Và ngày hôm nay thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị, đó chính là đại diện nhà trai, đó chính là ba mẹ của chú rể. Và vì một số lý do cho nên là ngày hôm nay thì ba mẹ cô dâu không có mặt ở đây. Nhưng mà chúng ta sẽ luôn chúc phúc cho cô dâu và chú rể, và ba mẹ cũng sẽ chúc phúc cho cô dâu và chú rể trong buổi tiệc thân mật ấm cúng buổi tối ngày hôm nay. Và chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Hiển và bà Quang A Muối là song thân của chú rể. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào mừng đại diện nhà trai quý vị. Kính thưa quý vị, và trên sân khấu giờ đây là đại gia đình hạnh phúc. Một lần nữa xin được gửi đến quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng thân ái nhất. Và để đáp lại tấm chân tình, quý vị đã không ngại đường xá xa xôi đến tham dự buổi lễ đính hôn ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng kính mời ba của chú rể sẽ thay mặt cho đại diện hai gia đình có đôi lời gửi đến tất cả quý vị. Kính chào quý vị hoàn khách hiện diện có mặt trong buổi tiệc hôm nay. Hôm nay ngày 18 tháng 6 năm 2016, chúng tôi ba và mẹ của cháu Kim Hùng, và sau khi tôi dứt lời phát biểu này đã trao cho quý vị, trao đến cho quý vị, thì tôi chính thức cũng là ba mẹ của cháu Tú Kinh. Kính thưa quý vị, hôm nay là một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của hai cháu, để đánh dấu một cái kỷ niệm mà sau này cái hạnh phúc sẽ mang đến suốt đời cho hai cháu Kim Hùng và Tú Kinh. Xin quý vị cũng niệm tình thứ lỗi. Buổi tiệc hôm nay do nhà trai chúng tôi tổ chức, nhưng vì nhà gái có tang, kiên cử trong công việc làm ăn hiện hữu và trong tương lai, xin quý vị niệm tình thứ lỗi, không có sự tham dự của nhà gái. Và để một lần nữa kính chúc quý vị có một cái đã dành một cái thời giờ quý báu đến đây để cùng gia đình chúng tôi chúc phúc cho hai cháu Kim Hùng và Tú Kinh. Một lần nữa thành thật cảm ơn quý vị. Và trong bữa tiệc có điều chi sơ sót, xin quý vị niệm tình thứ lỗi. Và tôi xin tuyên bố để được xin phép khai tiệc, để các thân bằng quyến thuộc cũng như nội ngoại của Kim Hùng cùng chúc phúc cho hai cháu. Cảm ơn.
Vâng, mình xin được cảm ơn những lời phát biểu hết sức tình cảm và chân tình đến từ ba của chú rể. Quý vị thân mến, và giờ đây xin được mời cô dâu và chú rể sẽ cùng tiến về phía tháp bánh để đến với nghi thức cắt bánh tình yêu, cùng nhau chiên gò sẻ bùi trong cuộc sống vợ chồng tương lai sau này. Được yêu là cảm xúc ấm áp và hạnh phúc nhất trong mọi con người chúng ta. Và những câu chuyện về tình yêu là những câu chuyện rất dài với vô vàn màu sắc cùng với những cung bậc cảm xúc khác nhau. Song luôn có một điểm chung là khi bước vào đường yêu, khi hai trái tim đó hòa cùng một nhịp đập, khi hai tâm hồn đã thực sự thuộc về nhau, thì những người đang yêu luôn muốn gắn kết cùng nhau trong cùng một tổ ấm để nguyện mãi mãi như chim liền cánh, như cây liền canh. Và trước quý vị đó chính là chú rể Kim Hùng và cô dâu Tú Kinh đang tay trong tay cùng nhau nâu đầy tháp yêu thương. Và chúng ta hãy dành những tràng pháo tay thật lớn hơn nữa và thật dài hơn nữa cho giây phút tuyệt vời này thưa quý vị. Kính thưa quý vị, và cô dâu và chú rể có được ngày vui và hạnh phúc hôm nay là nhờ công ơn sinh thành nuôi dưỡng của ba mẹ. Chính vì thế mà giờ đây những ly rượu đồng sẽ được cô dâu và chú rể dâng lên đứng sinh thành của mình với tất cả tấm lòng thành kính và biết ơn. Xin được mời cô dâu và chú rể. Vừa rồi thì cô dâu và chú rể cùng dâng rượu lên cho ba của mình. Bây giờ xin được mời cô dâu và chú rể sẽ cùng dâng rượu cho người mẹ rất là thân thương. Và giây phút rất là bối rối và để chung vui cho cô dâu và chú rể, chúc phúc cho cô dâu và chú rể. Kính mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng nâng thật cao ly để hòa chung niềm vui, niềm hạnh phúc này. Quý vị đã sẵn sàng chưa nào? 1, 2, 3. Vâng, xin chúc cho cô dâu và chú rể trăm năm hạnh phúc mãi mãi bên nhau. Chúc cho cô chú sẽ có được dâu hiền và rể thảo. Và xin được cảm ơn cô chú rất nhiều. Và bây giờ xin được mời cô chú sẽ cùng trở lại bàn tiệc để tiếp tục chia sẻ những khách quý của mình. Ngày hôm nay thì ba người ba thân thương của mình cũng sẽ có một món quà dành tặng cho cô dâu và chú rể. Chúc cho những đứa con của mình trăm năm hạnh phúc. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với nghi thức, đó chính là nghi thức trao nhẫn cưới. Just all the time, you're everything to me.